xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên được đánh đi từ Sài Gòn cho biết một số cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại từ ngày 23 tháng 4. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 22 tháng 4 đã vừa có quyết định cho phép mở lại các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, kinh doanh đường phố và các dịch vụ không thiết yếu tại thành phố Sài Gòn. Nơi này được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Sở Y tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 23 tháng 4. Riêng việc nới lỏng cách ly xã hội như thế nào, chính quyền Sài Gòn sẽ có hướng dẫn trong thời gian sớm nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh, chính quyền cho biết sẽ tiếp tục giám sát các địa điểm có nguy cơ, bao gồm các khu lưu trú của công nhân, của người nước ngoài, các cơ sở y tế, các nơi chăm sóc và bảo trợ xã hội. Ngoài ra, chính quyền cũng tăng cường đầu tư cho ngành y tế, nhất là ngành y tế dự phòng. Bên cạnh đó cũng tiến hành đầu tư vào nguồn nhân sự nhằm đáp ứng đủ nhu cầu trong xã hội. Hà Nội áp dụng cách ly xã hội thêm một tuần. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 22 tháng 4 cho biết, hiện chỉ có Hà Nội là nằm trong danh sách thành phố có nguy cơ cao trong việc lây lan dịch bệnh COVID-19. Do đó, chính quyền tại đây phải tiếp tục áp dụng việc cách ly toàn xã hội thêm một tuần, có nghĩa là đến hết ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đề xuất được tiến hành mở cửa các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu. Các loại hình kinh doanh đường phố tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, nhưng vẫn bảo đảm việc phòng dịch. Theo đó, các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải thực hiện việc giữ khoảng cách với người đối diện theo quy định. Chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý. Ngoài ra, các địa phương có cửa khẩu, khu công nghiệp lớn, có nhiều lao động tự do, cần chú trọng trong việc phòng chống dịch bệnh cho các nhóm đối tượng này. Bộ Công an đã bắt giam giám đốc và nhiều nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Vào ngày 22 tháng 4, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Truyền và Lê Xuân Trấn. Các bị can nêu trên có liên quan đến việc hưởng tiền chênh lệch khi mua sắm máy xét nghiệm COVID-19. Được biết, trong giai đoạn chống dịch bệnh vừa qua, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống máy móc xét nghiệm Real-Time PCR để phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm gia tăng. Tuy nhiên, mức giá mà CDC Hà Nội kê khai được cho là cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Cụ thể, giá của máy xét nghiệm Real-Time PCR mà CDC đã mua là 7 tỷ đồng, trong khi giá trên thực tế chỉ là 4 tỷ. Ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng mua thiết bị tương tự với giá cao gấp 3 đến 4 lần so với giá thị trường. Bản tin đánh đi từ Quảng Ngãi cho biết, ăn chặn hơn 1 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ người nghèo để chữa ung thư. Khi được hỏi về số tiền hỗ trợ chi phí điện nước cho người nghèo bị thất thoát tại xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thì được biết một giới chức của xã này hiện đang mượn đỡ số tiền đó để chữa ung thư. Ngày 22 tháng 4, chính quyền tại đây xác nhận thông tin trên là có thật và người phải chịu trách nhiệm về số tiền này là kế toán của xã. Theo thống kê từ năm 2016 đến năm 2019, xã Ba Sa lập danh sách gần 3.100 người sẽ được lãnh tổng số tiền khoảng 2 tỷ 4 đồng từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi đối chiếu với số tiền trên thực tế mà người dân nhận được, thì số tiền thất thoát được cho là hơn 1 tỷ đồng. Chính quyền cũng thừa nhận chưa sát sao trong việc quản lý nguồn ngân sách hỗ trợ người dân, dẫn đến việc ăn chặn tiền nói trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm mọi cá nhân hay tổ chức có liên quan. Bản tin từ Quảng Ninh cho biết đã có 298 người Việt Nam bị mắc kẹt tại Nhật Bản đã trở về nước. Chuyến bay chở theo 298 người Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 4. Hành khách trên chuyến bay này bao gồm các du học sinh, khách du lịch và người lao động bị kẹt lại tại Nhật Bản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau khi làm thủ tục, toàn bộ hành khách được đưa về các điểm cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Được biết, từ đầu tháng 2 đến nay, phi trường Vân Đồn đã đón 33 chuyến bay với hơn 5.300 hành khách về nước từ nhiều vùng dịch khác nhau.
Trong khi đó, tại Lào Cai cũng đã có hàng trăm người lao động bị mất việc từ Trung Cộng trở về trong 3 ngày qua, khiến nhà chức trách tại đây phải mở thêm khu cách ly. Tin cho biết, từ 19 cho đến 21 tháng 4, tỉnh này đã tiếp nhận hơn 500 người lao động về từ Trung Cộng. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phía Trung Cộng giảm nhu cầu sử dụng lao động. Chi cục trưởng thi hành án ở thành phố Thanh Hóa nghi là bị đầu độc bằng cyanua. Vào ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã bước đầu xác định được nguyên nhân tử vong của ông Đặng Phạm Viên và ông Trần Xuân Minh, là chồng của nữ giám đốc công ty bất động sản Á Âu, bà Lê Thị Phương. Theo đó, mẫu rượu khiến hai ông này tử vong vào trưa ngày 20 tháng 4 được cho là có chất độc cyanua. Tin cho hay, thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ, nợ nần và nghi vợ mình ngoại tình, nhiều lần ông Minh đã có ý định giết vợ rồi tự sát. Khoảng 5 giờ chiều ngày 19 tháng 4, ông Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến công ty Á Âu để lại và đi về nhà. Trong giờ ăn trưa vào ngày hôm sau, có 3 người tại công ty này uống loại rượu mà trước đó ông Minh mang tới. Một người trong số này bị tử vong được xác nhận là ông Đặng Phạm Viên,